Hồi tháng 3 thì Oppo Reno 7 đã ra mắt tại Việt Nam và tới giờ thì họ lại rục rịch chuẩn bị ra mắt sản phẩm là Oppo Reno 8. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trên tay sản phẩm là Oppo Reno 8. Nhưng mà vì hôm trước là mình đã lỡ hơi bịp các bạn một tí nên là thôi, hôm nay chúng ta sẽ cùng trên tay thật một sản phẩm thật bởi vì nó đã chính thức được ra mắt. Rồi, nói là trên tay nhưng mà thực ra đây là trên tay một cái sản phẩm ở Trung Quốc, chứ còn Việt Nam ấy thì nó mới chuẩn bị ra mắt thôi. Và hiện giờ thì các bạn cũng đã có thể đăng ký để mà nhận thông tin sản phẩm ở trên website Thế Giới Di Động rồi. Và đây, bây giờ thì chúng ta sẽ mở hộp thôi. Đấy, mở máy ra này, bóc tem rất là phê, nhìn kiểu lung la lung linh. Anh em xem thì sẽ thấy đầy đủ các phụ kiện luôn nhá. Có cáp sạc, củ sạc, rồi que chọc SIM, ốp lưng các kiểu. Đầy đủ hết. Đấy, nói chung là Oppo thì lúc nào họ cũng chu đáo như vậy. Và hãng thì sẽ tặng kèm luôn một cái củ sạc nhanh là 80W. Thì với cái củ sạc này thì có lẽ là chỉ chưa tới 30 phút là sẽ đầy viên pin. Mình chưa có máy nên là mình cũng chưa test được cho các bạn. Và với cái đống phụ kiện này thì mình thấy là cũng tiết kiệm chắc phải cỡ được gần 1 triệu rồi đấy. Tại vì là nhiều hãng các bạn thì bây giờ là họ không còn có củ sạc trong những cái máy của họ nữa. Với cái mặt lưng thì chúng ta sẽ thấy là nó có một cái độ nhám nhẹ đây. Khi mà họ zoom cận vào, cái sự chuyển màu gradient thì nói chung cũng rất là sang. Nếu mà các bạn để ý thì tuy vẫn là gradient nhưng mà càng về những cái thế hệ sau thì Oppo Reno họ có một cái sự chuyển màu nó nhẹ hơn, tức là cái giải màu, cái phổ màu của nó không còn quá nhiều nữa. Thì với cá nhân mình lại thấy rằng nó cảm giác rất là sang. Và nó kiểu như là nó bớt cái sự lấp la lấp lánh, diêm dúa của nó hơi trẻ quá. Đấy, và đấy, nói chung là nhìn với cái mặt lưng này nó có cái nhám nhẹ nhẹ này thôi thì mình thấy rằng là nó sẽ không bị bám vân tay đâu. Và tổng thể lại thì mình thấy đây là một cái thiết kế nó rất là quen thuộc của dòng Oppo Reno, nhưng mà nó cũng rất là đẹp mắt. Và nó với một chút cải tiến nhẹ như thế này ở cái phần mặt lưng thôi thì mình nghĩ rằng là cũng có thể khiến cho rất nhiều người cảm thấy thích cái thiết kế này. Còn nói về thông số cụ thể để cho anh em tham khảo về con máy này luôn thì nó vẫn sẽ có một cái màn hình kích thước là 6.4 inch, màn hình AMOLED, tần số quét là 90Hz. Và với cái màn hình này thì mình cảm thấy rằng là nó cũng giống hệt như cái thế hệ trước thôi, nó sẽ không có quá nhiều những cái điểm khác biệt. Ở trên cụ cam thì chúng ta sẽ có 3 cam, bao gồm một cam chính là 64MP và hai cam phụ là 8MP và 2MP. Thì đây nó cũng là những cái thông số mà giống hệt với cái thế hệ Oppo Reno 7 trước đó. Và nếu đúng là như vậy thì chúng ta sẽ có những cái hình ảnh mà có độ chi tiết cao, màu sắc tái tạo chân thực, tốc độ bắt ảnh nhanh chóng cùng cái khả năng bao quát toàn cảnh rất là tốt nhờ một cái camera góc siêu rộng. Còn về chất lượng cam trước, có lẽ là điều mà người dùng mong đợi nhất trên sản phẩm của Reno thì cái cam selfie của nó sẽ có cái độ phân giải là 32MP cùng với rất nhiều tính năng đi kèm như là chụp đêm, HDR, làm đẹp AI, xóa phông. Nói chung là nó sẽ giúp cho mình có được những cái bức ảnh ưng ý để mà khoe với bạn bè, up lên Facebook, mạng xã hội các thứ. Nói chung là về những cái thông số như là camera rồi thì màn hình các thứ thì nó cũng sẽ giống như cái thế hệ trước. Và mình thấy rằng là với những cái thông số đó thì nó không phải là quá ấn tượng, nhưng mà nó cũng không hề tệ chút nào ở trong cái phân khúc này. Cái phân khúc mà nếu về Việt Nam thì có thể mức giá của nó sẽ tầm 10-11 triệu. Còn tiếp thì chúng ta sẽ nói tới về cái điểm mà gọi là điểm nhấn nhất của dòng sản phẩm Oppo Reno 8 năm nay, đó chính là con chip MediaTek Dimensity 1300. Thì con chip này khi mà nó ra mắt ấy thì được người ta đồn thổi rằng là nó mạnh hơn cả cái con chip 778G, tức là một trong những cái con chip rất là phổ biến ở cái phân khúc tầm trung, và nó là cái con chip đầu bảng mạnh nhất của nhà Qualcomm hiện tại. Thì nếu mà nhìn vào Snap 778G ở trên một số máy, nó có thể chơi PUBG với cái đồ họa là HDR và tốc độ khung hình là cực cao, thì mình hy vọng rằng là cái máy Oppo Reno 8 này nó sẽ có thể chơi được PUBG với cái mức đồ họa còn tốt hơn thế. Và cùng với đó thì chắc chắn là những cái thao tác đa nhiệm đơn giản bình thường hay là những cái game nhẹ hơn như là Liên Quân thì máy cũng sẽ có thể chơi hoàn toàn là bình thường, chơi tốt, chơi ổn. Và chúng ta sẽ chờ tới khi mà sản phẩm này thực tế nó về với studio của Thế Giới Di Động để mà có thể gọi là đánh giá một cách chân thật nhất cho các bạn nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và đừng quên like, share cũng như subscribe và đặt chuông thông báo để nhận được nhiều hơn nữa những video mới nhất từ chúng mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.